Vàng là màu màu vàng. Đơn là màu đỏ. Đơn cũng còn là một loại hình thành phẩm ngày xưa. Cao đơn hoàng tá là cũng là chữ đơn này. Vị là mùi vị. Tanh là cay. Tính là tính vị. Vi là nhỏ bé. Hàn là lạnh. Hữu là có. Độc là chất độc. Bắc là chẳng. Tải là chuyên chở. Kinh là đường kinh. Là đường lạc. Lạc kinh là đường thẳng, lạc là cái đường ngang, đi ngang qua để nó nối với từ kinh này qua kinh kia. Chủ là làm chủ.
phổi là ói ra. Nghịch là ngược. Thổ nghịch là ói ngược đó. Điên là người mất trí. Cuồng là người mất trí mà chạy loạn. Chỉ là ngừng lại, làm cho ngừng lại. Thống là đau nhất. Sinh là sinh ra. Cơ là bắt thịt. Mình đọc lại một lần cho nó thuận có bằng không? Hoàng đơn vị mà mình khỏi khỏi lấy tay kéo lên tới trên là mình đọc thẳng luôn ha. Tăng tính vi hàng hữu đọc bất tải kinh lạc, nó không có trở ra kinh lạc mà nó chủ thổ nghịch là ói ngược. Điên cuồng chỉ thống sinh cơ, chỉ thống